bác xin hy lộ loạt hình trong tuần trăng mật nhan sắc mẹ bầu gây chú ý nữ diễn viên bác xin hy cũng lộ bụng bầu thấy rõ mới đây trên mạng xã hội người hâm mộ liên tục chia sẻ lại hai bức hình của bác xin hy xuất hiện cùng ông xã choi tây jun trong chuyến du lịch trăng mật vừa qua trong bức hình có thể dễ dàng thấy được sự hạnh phúc của bác xin hy khi trở thành vợ và mẹ bầu nữ diễn viên người thừa kế để cả hai tay lên vai ông xã tươi cười vô cùng rạng rỡ. cư dân mạng cũng để ý thấy phần bụng nhô ra thấy rõ của mẹ bầu bác xin hy công chúng cũng dành nhiều lời khen cho nhan sắc lúc bầu bí của bác xin hy Ngày 22 tháng 1, Park Shin Hye và ông xã kém tuổi Choi Tae Jun đã cùng nhau bước vào lễ đường tài, một nhà thờ ở Seoul, Hàn Quốc để trao nhau lời nguyện thề trong sự chúc mừng của đông đảo bạn bè trong giới nghệ thuật cũng như người hâm mộ. Ngay sau đám cưới, Park Shin Hye đã được người chị thân thiết là nữ diễn viên Oh Ji Won tổ chức một buổi tiệc ấm cúng để chúc mừng cô có một gia đình nhỏ. Đáng chú ý, thông qua chiếc bóng bay có chữ Hello Boy và hình em bé trai mặt, Oh ơ ji quân chuẩn bị cho bác Xin Hy, dừng có thể đoán ra ngay giới tính con đầu lòng của nữ diễn viên người thừa kế nguồn twitter